À, hôm nay Nhân Đức có một công đoạn nói chuyện với đại chúng, ban phục vụ ở trong chùa Hộ Pháp chúng ta. Mỗi người mình đến với cuộc đời này có thân người và gặp Phật Pháp quý. Nên Nhân Đức thấy mình đây như một đại gia đình, sống thấy hạnh phúc quá. Cái hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Cũng như mấy đứa nhỏ nhỏ, con thấy không? Mình làm việc ý nghĩa ghê. Như nhiều đứa nhỏ như các con ngoài đời bây giờ là nó tung tăng. Khi giờ này 6:30 là nó xách xe ra đường, nó chạy lông nhông ngoài đường. Hoặc đi lỡ tiệm quán đá mía, quán hột é, hay quán chè bưởi, hay là cà phê đèn mờ, ngồi ở cà phê đồ chơi, thấy không? Nhưng mà nhiều cô mình đây trẻ trẻ giờ này mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình lại được tiếp nhận giáo dục, mình được ngồi bên nhau toàn là những bạn bạn lành bạn thiện không, đây là hạnh phúc lắm đó nghe. Chứ nếu mà mình ở ngoài đời khi mình quen bạn nó ăn nhậu chứ thề nữa. Nhiều đứa nhỏ nhỏ giờ chữ thề nữa đó, đi ra đường chơi chữ thề thốt sùm hỗn lắm. Nên từ nơi đó mà mình thấy mình hạnh phúc thì mình mới nhận thức được con đường của mình đi toàn là bạn lành bạn thiện không à. Mà bạn lành bạn thiện thì bạn có phước, thấy không? Bạn lành bạn thiện thì bạn có phước, còn bạn ác là nó hết phước. Mà mình mà gần gũi nhiều bạn ác quá mình cũng hết phước luôn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nên cô nào mà khi lên phim nhìn sáng sủa mặt mày đẹp, mà khi người ta gạo cái máy quay phim nghe, mình nhép môi cái miệng mình cười một cái, nhép môi niệm Phật. Mấy cô mình là chuyên niệm Phật mà, cả ngày mà mấy bà niệm Phật mà biết bao nhiêu mà nói. Nên sáng sớm mới có 1 giờ mới giật mình thức dậy để niệm Phật. Sáng mới 1 giờ là giật mình thức dậy à. Nên từ nơi đó mà. Nên niệm Phật á, người ta mới vui vẻ an lạc gì. Chứ nếu mà người đây mà không niệm Phật là không có đường gì đâu. Nhưng Đức nói rằng mình niệm Phật á, cái dưỡng khí lực của người mình mạnh. Con người mà khí lực nó đầy đủ, nó khỏe mà trẻ nữa. Còn con người mà thiếu khí lực là tức khắc nó già. Giống như Nhật Đức nói bây giờ Nhật Đức còn trẻ hơn cách nay 10 năm. Như cô Bạch bây giờ cô trẻ hồi đó mới vô đây. Nói như, ví dụ như Liên Minh độ giờ này trẻ hồi đó, mà Liên Minh này giờ tu hảo tướng đẹp nè. Ví dụ như Liên Đình độ giờ tuy nó mập lên nhưng mà nó đẹp hơn ngày xưa. Khi mới vô chùa mặt, ngày xưa mới vô chùa tối lắm. Mấy cái đoạn phim ngày xưa quay còn tóc nó nhìn cái mặt kỳ cục lắm. Mặt cái gan bờm, thấy không? Nó rõ ràng luôn, có nghĩa là mình ở đây á, là cái thiện tâm nó dưỡng khí lực. Cái thiện tâm nó dưỡng khí lực. Nên á, mà quay đến cái mà mình chỉ mặt mình vui á, chúng sanh ta coi là người ta vui. Cái mặt mình mà tươi vui cái chúng sanh ta coi cái là người ta vui liền. Nó như mấy đứa nhỏ 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 bên đây thấy không? Nhỏ con nít mà được ở trong chùa, trong ngôi nhà Tam Bảo được phục vụ chúng sanh này. Con thấy như một ngày chủ nhật á, con cũng làm được nhiều việc con giỡn đó. Đây là cái việc ý nghĩa trong cuộc đời dữ lắm á các con ơi. Cái người mà hiểu biết lắm mới chọn con đường này mà đi. Hiểu biết lắm mới chọn con đường này đi. Hồi nãy như Đức gặp một con bé nó bị khiếm thị, nhà cũng giàu lắm nha. Nhà có 3 đứa con mà 2 đứa không có khiếm thị. Rồi 2 vợ chồng bình thường đẹp lắm. Mà đứa con gái cũng rất đẹp mà có cái khiếm thị. Mà nó học rất giỏi luôn, nó khiếm thị mà nó học trong trường đại học người bình thường học luôn. Mà mấy đứa bình thường nó cười chê nó bị ấm ức lương tâm đó. Mà nó cũng thích nghe pháp Như Đức giảng, xong ba nó mới chở nó đến chùa gặp Như Đức. Như Đức nói chuyện cái nó cởi mở, mình thấy không, mình đầy đủ lục căn mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Tuy là mình nghỉ học sớm nhưng mà mình đã ra trường sớm, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời sớm.
Còn người ta là học phải qua đại học rồi người ta đi làm kiếm tiền. Còn mình bây giờ là mình làm việc cho chúng sanh luôn rồi, làm việc ý nghĩa luôn rồi. Thí dụ như mình ngoài đời bây giờ mình đi kiếm tiền đi, mình cũng là lo cho một gia đình nhỏ. Bây giờ mình ở đây mình ở trong đại gia đình lớn, mà mình không cần có kiếm tiền, không bỏ tiền trong túi mà mình khỏe ghê không. Như mấy cô nói, thí dụ như bây giờ mình mà có tiền ở trong phòng, mình đi ra khỏi phòng mình cũng sợ mất tiền. Bây giờ mấy cô ra khỏi phòng đâu có sợ mất tiền đâu, có tiền đâu sợ mất. Không lẽ giá cái giường, bây giờ có cái gối, cái mền, miếng niệm, không lẽ sợ nó lấy. Mà giờ nó lấy thì chăng nữa thì qua thầy, thầy con đi vô họp ở trong phòng đây, con chở về phòng biết ai lấy mất tiêu cái niệm, giá cái niệm của con. Còn Liên Đình thì nó không biết sao nó lấy cái gối của con, chắc họ ngưỡng mộ con quá thì sao nó lấy cái gối. Thì những đứa về, những đứa mới hỏi là chú Tâm Nhiên à, chú quay phim mà chú có đi ngang mà chú có lấy cái gói của Liên Đình không? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà xong á, là ngày mai là Nhân Đức mua cho cái niệm khác, cái gói khác. Thấy nó tự tại chưa? Nó tự tại quá trời luôn. Còn mình ở ngoài đời mình ra khỏi phòng là mình phá cửa lắm á. Sợ mắc xe, sợ mắc cái gì tùm lum tùm lá. Hiểu không? Còn trong chùa có sợ mắc gì không? Đâu có sợ mắc gì đâu. Con người này mới là con người tự tại nè. Con người mà mình không có sợ mắc cái gì mình mới là tự tại. Còn mình ngoài đời mình sợ mắc củ cải, mắc tùm lum tùm lá chứ. Cái xe đạp mình chạy ngang hồi lúc trước ấy, ở đường Sư Nguyệt Ánh như Đức ở, cái thằng kia chạy xe đạp ngang vừa dựng chạy vô mua hộp cơm. Vậy mà hai cái thằng nó chạy xe, một thằng chạy, thằng ngồi mà chạy chiếc xì bo, nó chạy chạy ngang, tự nhiên giác xe đạp chạy. Thành phố nữa có vụ này lắm nghe, nó giác xe đạp nó chạy, nó ra thì nó bán cũng được mấy trăm ngàn cái xe đạp, nó giác xe đạp chạy ngừng ngơ vậy đó. Okay. Vừa vô mua hộp cơm vừa cầm ra thấy nó giác xe đạp nó chạy, nó đứng nó kêu tổ mẹ baby trả xe đạp tao, thì cái ẹn mất tiêu xe đạp. Kinh khủng không? Mà nói mà chiếc xe đạp mà nó giác nó chạy ngừng ngơ. Nó mình thấy không, cái cõi đời nhiều cái bất an. Cả mà ngoài đời mà ta đeo vàng mà nó còn dám vớt con tay của người ta mà. Còn dây chuyền ta đeo mà nó gịch cái đứt cần cổ. Kinh không? Mình thấy bất an ghê không? Mình ngoài đời biết rõ ràng mà như Diệu An rồi, thấy không? Ngoài đời mà nó giật của đồ lên nó rầm rầm. Nó mà bây giờ nó còn có những cái dạng người biết làm sao. Tự nhiên mình đi ra đường vậy, tự nhiên nó lỡ nó quýnh mình à. Lỡ nó quýnh mình. Nó này là mấy ông chết gao khác nghe, vợ tôi á, nó vợ tôi mà nó đi tầm bậy tầm bạ. Quýnh nó. Quýnh bạch quýnh quá trời quýnh luôn. Xong rồi mà mày làm vợ tao mà mày không đàng hoàng nó, mày đưa củ cải đây. Lấy củ cải là hết trơn. Xong lên xe chạy đi. Người ta hỏi, nó nói Trời tôi có biết cái gì đâu, lão quắc lão quơ. Tự nhiên đèn nó đánh tôi quá trời đánh, nó nói vợ của nó. Chứ đâu phải vợ nó gì đâu. Thấy không? Xã hội nó làm đủ trò để kiếm cuộc sống chứ cũng vì cái gì? Cơm ăn áo bận thôi chứ gì. Bao nhiêu thủ đoạn cũng vì cơm ăn áo bận thôi. Bây giờ ví dụ như các cô sống đây thấy bình an không? Bình an quá trời luôn. Mà mình còn được lên phim ảnh nên nhiều chị em nữ khắp nơi nơi người ta coi mấy cô, mà người ta ngưỡng mộ, rồi người ta muốn vô chùa này tu. Không, nó thật sự mà nói, ví dụ như bữa nay mấy cô một tháng nghỉ được bữa nè. Bữa nay những đứa hồi nãy nói chuyện bên kia cũng được nửa tiếng đồng hồ tư tưởng. Qua đây nói chuyện với mấy cô, nó cũng có một đoạn phim. Cả đời của người mình nó phim ảnh mình lên cũng nhóc ở trên mạng ấy. Người ta coi tới cái cũng kết được cái duyên. Mà quay cái tự nhiên thấy cô nào mặt mày cũng vui vẻ sáng sủa, mặt cười cười rồi miệng mép nhép môi niệm Phật đồ, thấy không? Ta coi người ta ngưỡng mộ à. Ta coi cái là người ta thấy tờ đúng là ngưỡng mộ mấy cô này thiệt. Nên từ nơi đó mà người ta muốn tu hành, nhìn mình ta có phước, mình cũng có phước.
Còn mình ngoài đời ai mà quay mình? Trời ơi, ngoài đời mà thí dụ như mình tóc tai bận áo dây quần đùi rồi đi, giỏi lắm thì mình cầm cái máy quay phim mình tự quay mình, rồi mình nói tào lao tao bắt xế vài câu mình đưa lên TikTok mà cũng ai đâu, mấy người đâu mà coi. Mình nói gì giờ, nói tào lao ai coi mình, hiểu không? Nên từ nơi đó mà bây giờ ở đây người ta qua buổi giảng với Đức, người ta coi mấy cô nó thấy ở trong đây nhiều người trẻ ghê mà phát bồ đề tâm được, phục vụ người già, thương yêu người già. Mấy cô này tôi vô chùa thấy rõ ràng, nó kìa Liên Chí kìa, rồi cô Quảng kìa, cô Trì kìa, Liên Tắng kìa, rồi Liên Nhẫn kìa, Liên Diệu kìa, Liên Minh kìa, Liên Liên Tùm Lum kìa. Thấy không? Tự nhiên người ta coi thấy mấy cô rõ ràng rồi. Nói à đúng rồi, một cái tổ chức này lo bao nhiêu con người, bao nhiêu cái công việc ở trong đây, là vô đây thấy cái cô này cũng làm, cũng phục vụ đại chúng. Nên cái ý nghĩa của người tu mình phải nhìn nhận được. Nhưng nhớ nè, con người thành công trong cuộc đời này an cư mới lập nghiệp. Duyên ở đâu, nỗ lực ở đó cho tốt. Đừng có sống núi này trong núi nọ. Có những người ta sống núi này mà trong núi nọ, cuối cùng ta không có cái núi nào. Nó mắc xịt nhách luôn, nó không được một cái gì luôn á. Cái câu người ta thường nói, chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nghĩa là chánh đầu này nó gặp đầu kia còn tệ hơn nữa. Nên mình duyên chỗ nào mình cố gắng ở nơi đó, mình nỗ lực cố gắng ở nơi đó. Nên những đứa thường nói các cô, cái chữ tín nó quan trọng lắm nghe không? Cái chữ tín rất là quan trọng. Nên những đứa nhắc đại chúng và cũng nhắc luôn người ngoài xã hội, cái gì mà mình duy trì được chữ tín là mình thành công ghê lắm. Nên khi mà các cô mà nói chuyện những đứa, mà nhất là những đứa mua đồ cho đại chúng này kia đồ, mà cái giờ giấc mà những đứa tặng cho, phải nói cho rõ ràng, hỏi cho người ta kỹ. Khi mà mua cái gì mà những đứa cho chúng là phải hỏi cho kỹ, báo cho rõ ràng. Nó phải hỏi tới hỏi lui cái người mà bán đồ, sao ngày đó gì sao, được không, rõ ràng đi. Rồi báo những đứa thì những đứa là đưa lên công chúng này kia. Còn mình mà đưa lên công chúng rồi mà không có cho người ta là mất uy tín, hiểu không? Nên mình làm việc gì tất cả các cô phải bài bản vậy đó. Nó còn khi mình làm cái công việc gì của chùa mình làm á, khi mà thầy hỏi được không, mình đang thiếu người, nó dạ thưa thầy con cần thêm gì? 2-3 người nữa thầy. Dạ thưa thầy con làm được thầy. Rõ ràng suy nghĩ cho thật kỹ, mình cần 2-3 người nữa, à thêm 2-3 người nữa. Nó thì tức khắc mình thành công. Cái gì mình nói cho rõ ràng, quy tắc mình làm việc bài bản luôn, nên con người mình vậy nó mới trưởng thành. Cũng như mấy đứa nhỏ mình ở trong chùa giúp mình tập, con người mình nó chuẩn liền. Tuy là mình nhỏ, mình làm một cái công việc gì trong chùa, nhưng nhớ nè, mỗi một người chúng ta làm cái gì phải cẩn thận. Tại vì sao? Khi mình làm một cái gì đó mà mình lỡ một vấn đề gì, nó sẽ làm tổn hại nhiều người, chứ không phải giỡn đâu. Bưng một cái nồi canh, bưng một cái chảo dầu mỡ, bưng một cái loại đồ nguy hiểm phải cẩn thận. Nếu không khéo nó sẽ làm tổn hại người khác, nguy hiểm cho người khác. Nên bản thân của mình phải tập làm sao mỗi cái việc làm mình phải chuẩn đàng hoàng. Nó như hòa thượng bây giờ 82 tuổi ngày xây chùa chiền, mà bây giờ ngày 82 tuổi rồi mà ngày còn qua ngày nhắc chút, có nghĩa là cả cuộc đời người ta cống hiến cho Phật pháp, mà giờ ngày 82 tuổi ngày còn nhiệt liệt ngày cống hiến, mà không ngồi 2 tiếng 10 phút, già 82 tuổi mà rõ ràng như Đức thấy có phước. Lỗ tai nghe rõ, mắt sáng, đầu óc minh mạng. Cái này là cái rõ ràng có phước đó. Chứ nếu như mà bây giờ mà điếc một cái là thấy trở ngại, mắt mờ cái trở ngại. Hòa thượng con mắt rất là sáng nghe. Lỗ tai hòa thượng thính hơn cô Chính. Cô Chính mới 60 mấy tuổi hay gì phải không? Hòa thượng 82 tuổi rồi. Vậy mà lỗ tai của hòa thượng thính hơn cô Chính đó. Tại vì Đức nói chuyện cô Chính hòa thượng như Đức biết. Hòa thượng nói chuyện nhỏ xíu cũng nghe. Đó là phước đó, không phải giỡn đâu. Giống như năng lượng đầy đủ thì nó sáng đó, mà thiếu năng lượng thì nó tối. Những đứa nói nghe, con người mình mà tu hành mà mình thường vui, cái năng lượng mình đầy đủ lắm. Những đứa nhắc cái chỗ này hoài viết nó cũng thấm. Đừng có buồn dặn ai để trong tâm chứ. Có những con người họ đến cái cuộc đời này họ vô duyên lắm. Họ làm những cái việc vô duyên cơ mà. Thì mình nhìn từ họ để mình có duyên.
cái mặt trái học nó hay lắm á nghe trời. Tại vì cuộc đời người ta sanh ra đời là nó kỳ cục lắm. Tại vì ở cái cuộc đời này có người có duyên nhưng cũng có những người vô duyên. Là cái số phận người ta sinh ra đời. Chứ người ta không muốn gì đâu trời. Có ai mà mình muốn mình mang cái danh tính là vô duyên? Không muốn đâu. Mình đều muốn có duyên đúng không? Tất cả các cô muốn có duyên không? Đều muốn có duyên. Nhưng mà lạ thay cuộc đời mà lại sanh ra vô duyên là do mình không tạo duyên. Vô duyên có nghĩa là không có duyên. Mà không có duyên là do không biết tạo duyên. Đúng không? Những đức thấy, những đức sống, những đức hạnh phúc với ghê. Mấy cô biết cái bữa thứ bảy mà những đức dạy cái lớp đạo làm con. Con nít mà nhỏ này. Cũng là fan hâm mộ của những đức. Nhỏ chạy bu đầy hết chứ. Y gan Bác Hồ ngày xưa. Đứa đeo chân, đứa nắm tay, đứa gịch áo. Nó đeo những đức vậy. Mà nó nhỏ xíu mà nói câu gì nè. Con yêu thầy, con yêu thầy. Nó chạy nói vậy đó. Có nghĩa là nó thích những đức gì đâu á. Mà rõ ràng luôn. Mấy cô mà để ý cái bữa thứ bảy đi. Nó đứng gần những đức là nó mừng lắm. Nó chen vô, nó đứng với những đức vậy. Ai dạy nó chỗ đó? Nó thích mình lo nó thích mình thôi. Thấy rõ ràng luôn. Mà nhỏ xíu à. Mà đeo theo những đức vậy đó. Mà như nãy những đức qua Đại Tùng Lâm mà nó thấy cái xe những đức mẹ nó chở nó. Mà thấy xe những đức mà nó làm nè. Làm. Mẹ nó đang chở nó sau lưng mà làm gì đó. Nhỏ xíu à. Nhìn xe những đức là biết liền. Chào lía chào lịa chứ. Thấy rõ ràng cuộc đời người mình mà sống gì mình thấy hạnh phúc không? Bây giờ mấy cô lỡ mấy cô thấy một người sống cùng với mình mà tự nhiên không ai thích họ chứ. Tự nhiên mình tội nghiệp họ. Con người đó đó mà con người mấy cô bao dung cho họ thì mấy cô đạt lắm. Tại vì trong nhiều người không có người ta thích họ được. Nhưng mà trong nhiều người đó lại có một người bao dung cho họ và thương yêu họ. Thì cái người đó nó mới độ người đó. Người đó mới độ người đó. Còn đối với người trên là người ta chung chung thôi. Nhưng mà ta giảng dạy mình để làm chi? Để độ người đó. Thí dụ như trong cái đại chúng mấy cô sống chung nhau chị em đi. Mấy cô thấy ai là người vô duyên nhất thì mấy cô nên bao dung cho người đó. Thương yêu người đó. Vì người đó họ sẽ thiếu tình cảm. Họ thiếu tình cảm. Cái người mà thường thiếu tình cảm mà mình đặt tình cảm vào họ là họ quý trọng mình ghê lắm. Còn cái người quá được nhiều người thương rồi thì mình đặt thêm chút nữa nó cũng bình thường. Thật sự luôn á. Giống như người ta quá đầy đủ, no ấm á. Mình cho người ta miếng của không có quan trọng quá. Nhưng mà cái người ta đói khát quá mình cho miếng ta mừng ghê lắm. Hiểu không? Nên mình phải biết nhìn nhận những con người trong cái chúng mà họ thiếu duyên thiếu phước. Mình nên thương yêu họ một chút. Mình nên bao dung họ. Vậy đó thì mình mới gọi là tâm từ bi. Biết cứu giúp những con người cần cứu giúp. Nhưng lạ thay nghe, họ quý trọng mình ghê lắm. Rất là quý trọng mình. Những đứa coi những cái đoạn phim mà nói là người ta mà hung ác ghê mà có một người bao dung thương yêu họ nghe. Vì mà cuối cùng họ xả mạng như người đó. Họ xả mạng như người đó đó. Mình coi phim có chuyện thấy rõ ràng luôn mà. Nên trong cái hội chúng á, như bàn tay đó, có ngón dài ngón ngắn. Trong cái cuộc đời này nó không thể nào mà tròn vẹn hết đâu. Con người phải có người này người khác. Nên chúng ta nên có một cái tâm bao dung thương yêu. Thì tự nhiên cái tâm đó mà sanh phước duyên của mình lớn. Như những đứa có tâm bao dung nên dung nạp hết đó thấy chưa. Nói gì nói cũng dung nạp mà thấy không. Nhưng mà mình đừng có dựa vào chỗ của người ta. Đến với mình gì mình quá đáng. Khi mình hết phước rồi người ta muốn dung nạp mình cũng không được. Mấy cô nhớ nè, mình hạnh phúc mình ở trong chùa là do có phước. Khi mà duyên phước nó hết rồi cái cảm giác ở trong chùa của mấy cô nó lạc lẽo lắm. Nó rất là lạc lẽo. Ôi mình được nguyên một cái vàng bạn bè gì mình mừng quá trời mừng. Mình quá trời mừng. Mình mà không biết trân quý cái vàng bạn này mình tìm ở đâu chàng. Mình ở ngoài đời sao mình kiếm được những người bạn hiền gì. Dù cỡ nào cỡ nó cũng ăn chay niệm Phật, nó tu hành. Mà mình nhập vô đây là biết phước duyên mình lớn rồi đó. Mình nên trân quý cái phước duyên này nghe mấy cô. Đó nên trân quý cái hội chúng mà mình đã gặp. Hàng Phật tử cũng gì đi về chùa mà được cái duyên mà đến ngôi chùa gì nè. Duyên phước mình lớn lắm. Chứ gặp mình đến cái ngôi chùa mà le que với một hai người thôi. Duyên phước đâu mà có. Hiểu không? Nên á, mình nghe gì rồi mình trân quý. Và mình làm những việc ý nghĩa này mình tăng tốc cái tâm mình lên. Mình quý trọng cái nhân duyên này để mình cố gắng. Quý trọng. Mình thiếu trân quý là mình không tu phước tu duyên được.
Nên những người mới vô chùa cũng gì phải hiểu được cái tư tưởng, cái tư tưởng sống trong ngôi Tam Bảo gì nè. Mình đừng có để cho nó hết duyên hết phước trong ngôi Tam Bảo. Mình ở trong chùa này không có được đâu. Trời ơi, mình vừa phục vụ chúng sanh được mà mình cầu giải thoát được. Mà những đức nó mạnh dạn các cô nghe. Các cô trong chùa là các cô phụng dưỡng cho cha mẹ các cô được đó. Mình ở ngoài đời mình phụng dưỡng cha mẹ không có được. Cả mà làm con dâu mà mình muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng còn không được. Có khi mình không có đủ thời gian. Còn mình ở trong chùa này mà cha mẹ mình vô chùa là phụng dưỡng được đó. Ví dụ như Diệu An được thế nào cha mẹ cũng vô chùa tu à. Nhiều cô mấy cô thế nào cha mẹ cũng vô đây à. Mà thấy anh chị em đến lai rai rồi đó. Như cái cô mà quê Liên Diệu thấy không? Gia đình đến lai rai thấy chưa? Nó gia đình đến tu lai rai rồi đó. Nó nên mà từ nơi cái chỗ mà Liên Diệu tu ở đây mà nó dính dòng họ chồm sớm thấy chưa? Lôi kéo từ từ vô chùa thấy không? Nên mình ở trong cái ngôi Tam Bảo này dễ độ người thân. Có khi giờ người thân chưa đến gì hết trơn nha. Nhưng mà mai mốt đến là dính. Đến là dính nè. Nó dụ như bây giờ Diệu đang ở đây tu, cha mẹ tới tới lui lui hoài. Dù cỡ nào cũng tới tới lui 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 hoài luôn. Nó mình phải biết trân quý cái nhân duyên này. Như Liên Đình ở đây thấy không? Ba mẹ cũng đến hoài thấy chưa? Nó Liên Đình bây giờ tu là quá hảo tướng luôn, cự này đẹp. Mà Liên Đình nó có má núng đồng tiền nghe. Cười với mà tiền bạc quá trời. Hiểu không? Nó không, những đức nói rằng là tất cả các cô mình đây tu là càng ngày mình càng sáng sủa. Như mấy đứa nít bên đây như này. Như con bé gì chị Su Su hả? Bơ nè. À, chị Bơ hả? Nay mau lớn ghê chưa? Mấy đứa nhỏ này các con nên cố gắng nghe các con. Các con gì là đặc biệt lắm rồi đó. Nó giống như mà con chú Hoàng đủ nay cũng lớn quá trời luôn, nghe không? Nó bé này ta lớn rồi kìa, thấy không? Ta này ta giỏi lanh lẹ vui vẻ, thấy không? Nó nên á, vợ ông cao đủ mấy hôm nay bà sáng sủa quá trời, ngồi kế nhà vệ sinh luôn. Cái tâm mà ngồi vậy là cũng nhẵn rồi đó, vui vẻ, thấy không? Kế đó là cái đứa bé nhỏ xíu con cao, đó là hàng Phật tử nhỏ nhất của chùa mình. Bà ngồi gì đâu mà ngộ quá trời, thấy không? Nó tí vậy mà cũng nhập chúng rồi thấy chưa? Nó không vậy đó, mai mốt giỏi dữ lắm đó, mai mốt tôi giao cho một khu quản trưởng ban. Nó lỡ người ta hỏi trưởng ban đâu, nó trời ơi nhỏ xíu xíu. Mai mốt chương trình khiếm thị tôi cho một cái cờ để cầm đi dẫn các cô mình đi phát tiền nghe không? Lùng nhỏ xíu vậy đó làm trưởng ban. Nó nên từ nơi đó mà mình thấy không, chùa mình tự nhiên nó dung nạp hết trơn. Mà nhỏ nhỏ gì mà ta làm được chuyện đó nghe. Không có giỡn đâu. Mấy bạn nhỏ này làm được chuyện đúng không cô Nhật? Chuyện này chuyện kia ta làm được hết trơn đấy chưa. Ví dụ như nhóm Liên Diệu cũng mấy đứa từ lớp nhỏ mà ra. Như Hiền Người Đẹp này cũng vậy nè. Hiểu không? Pháp danh á, pháp danh là Hiền Người Đẹp. Nè, mà ngày xưa mới vô chùa là nó tối hù luôn. Hôm nay tu với mà sáng sủa, cứ tự nhiên đừng có mắc cỡ. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà giống như đây nè, Thảo Người Đẹp nữa nè. Đúng chưa? Ta vậy đó, nó toàn là người đẹp không à. Thôi kệ đi, mình cứ kêu người ta là người đẹp chứ ta đẹp thiệt luôn à. Nó đây nhiều đứa đẹp lắm. Nó nhỏ nhỏ không à, đẹp cái tâm á, thấy không? Nó giống như nhỏ gì mà ta trong ngôi Tam Bảo gì người ta thấy quý kính mình lắm. Mình nhỏ mình có đạo đức, mình biết ở trong ngôi nhà Tam Bảo phục vụ chúng sanh, lễ lộc ngày chủ nhật rồi Vía Quan Âm mà ở đây mình làm việc cực lực nhiệt tình, hết lòng hết dạ, thật sự mà nói phục vụ chúng sanh mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. Đối với con người thương yêu quý mến, đối với cuộc sống của mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. Hiểu không? Nên phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Cái phước này nó lớn dữ lắm. Nên á, nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cô mình. Nhờ cái phước duyên này mà bồ đề tâm kiên cố, cả đời mình tu hành, nhận thức được con đường này đi nó ý nghĩa quá. Nếu như các cô mà không đi tu mà đi có chồng, bầu bì đẻ chữa đồ chậu là tao thấy ghê lắm mấy bà ô. Nó kinh khủng lắm. Nó giống như bà Lý mà bà lùng vậy. Mà cho gặp mà ngoài đời mà chồng nó dậm thêm một cái nữa là nó lùng thêm một khúc nữa. Thành
Lùng Ba Tắc luôn. Hồi xưa dưới quê những đứa mắc cừ có cái câu, có thằng Lùng Ba Tắc mà mỗi lần ta gặp nó người ta ưa chọc nó như này: Lùng Ba Tắc nó mở tủ sắt nó địch cái cắt ông già chết ngắt. Lùng Ba Tắc ta gặp nó ta nói câu đó mà ta cười quá thằng chết. Mỗi lần ta gặp ta kêu Lùng Ba Tắc nó mở tủ sắt nó định cái cắt ông già chết ngắt. Trời ơi, nên từ nơi đó mà bây giờ mình may mắn mà được đi tu của Lý, hiểu không, phục vụ chúng sanh, hiểu không? Dù ở trong đây mà mình nói là mỗi người mỗi tính tình, nhưng mà nó chung quy về là chúng ta hướng đạo, hướng đến giải thoát, quá chân quý rồi. Trong cái thời cuộc này mà mình được cái duyên này là đặc biệt lắm. Nên mấy cô cố gắng nỗ lực lên, sống vui vẻ, chị em hòa thuận, không có buồn giận ai để trong tâm, mỗi ngày siêng năng niệm Phật, làm tấm gương cho người niệm Phật. Và khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc mấy cô an lạc ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.